Xin chào quý khán giả thông thái đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui. Các bạn thân mến, mới đây, danh mục sản phẩm của Mercedes Việt Nam bất ngờ xuất hiện thêm hai cái tên chạy điện mới lạ. Sedan Mercedes-Benz EQE và SUV Mercedes-Benz EQB vừa ra mắt khách hàng châu Âu và thế giới hồi đầu tháng 9 năm 2021. Hai mẫu xe điện mới này đã được Mercedes-Benz Việt Nam xác nhận chuẩn bị được ra mắt tại Việt Nam. Những mẫu xe sedan hạng sang chạy điện thì mẫu Mercedes-Benz EQE có vẻ sánh ngang với Tesla Model S, Audi A6 e-tron. Thế nhưng, mẫu SUV Mercedes-Benz EQB có lẽ lại không như vậy, dường như được lựa chọn để đối đầu với VinFast VFE 35. Vậy khi mẫu xe này đánh chiếm thị trường Việt Nam thì VinFast có đủ mạnh để đấu lại hay không? Để tìm hiểu rõ hơn thì Ánh Sao Vàng xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Xe điện Mercedes-Benz EQB. Như các bạn đã biết, Mercedes-Benz là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe buýt, xe tải danh tiếng trên thế giới. Hãng được xem là hãng sản xuất xe hơi lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Hãng xe Mercedes-Benz không chỉ chuyển sản xuất những mẫu xe sang an toàn và hiện đại bậc nhất, mà còn từng cho ra đời những chiếc xe đua huyền thoại, thống trị những giải đua danh giá trên thế giới. Trong cuộc đua ô tô điện toàn cầu, Mercedes-Benz cũng thử sức khi trình làng nhiều mẫu xe điện hiện đại sang trọng. Không bao lâu sau khi Mercedes-Benz EQA và EQS trình làng, mẫu xe SUV thuần điện tiếp theo của hãng xe Đức EQB được giới thiệu tại triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải. Mercedes-Benz EQB là biến thể chạy điện của mẫu GLB trên thị trường. Chiếc SUV được xem như người anh em của mẫu EQA ra mắt trước đó với không gian rộng rãi hơn và thực dụng hơn. Thiết kế của Mercedes-Benz EQB 2022 có nhiều nét tương đồng với mẫu EQA, nhưng đường nét vuông vức và nam tính hơn. Mercedes-Benz EQB giữ nguyên chiều dài cơ sở như GLB ở mức 2829mm. Ở phía trước, xe trang bị tấm tản nhiệt giả màu đen bóng, cụm đèn pha full LED nối liền bởi dải đèn hanh mảnh. EQB trang bị bộ mâm 20 inch cỡ lớn với thiết kế khá phô trương, đôi xe nổi bật với dải đèn LED nối liền, trong khi biển số giờ đã được gắn trên cản sau. Nội thất của GLB chạy điện không khác so với bản gốc là bao, khác biệt duy nhất đến từ cách bài trí màu sắc với các chi tiết trang trí. Tùy vào từng phiên bản, EQB sẽ có các chi tiết trang trí màu vàng hồng làm điểm nhấn trên cửa gió, ghế ngồi và các phím vật lý. Màn hình kép trên xe có giao diện dành riêng cho xe điện EQ. Hệ thống thông tin giải trí MBUX của EQB trang bị tính năng định vị điện thông minh, có khả năng tự do tìm tuyến đường tới trạm sạc gần nhất, hiệu quả nhất, dựa trên điều kiện địa hình và thời tiết. Mercedes cho biết hành khách có chiều cao từ 1m65 có thể ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ 3 tùy chọn, theo bản tiêu chuẩn ở Trung Quốc. Hàng ghế thứ hai cho phép điều chỉnh tựa lưng của cả hai ghế và có thể xê dịch theo chiều dọc 140mm để linh hoạt hơn. Tại thị trường Anh, EQB 2022 được cung cấp với hai phiên bản, gồm EQB 300 và EQB 350 4MATIC. Phiên bản EQB 350 4MATIC có tầm vận hành lên đến 419km trong một lần sạc đầy. EQB mới cũng sẽ đi kèm với bộ sạc tích hợp 11kW theo tiêu chuẩn và công nghệ sạc nhanh với công suất lên đến 100kW tại trạm sạc DC. EQB tiêu chuẩn sẽ trang bị gói pin 66,5kWh. Các gói pin kích thước lớn hơn cũng sẽ được cung cấp tùy theo phiên bản. Phiên bản ra mắt tại Trung Quốc thuộc phiên bản cao cấp nhất, AMG có công suất 288 mã lực. Mercedes-Benz EQB 2022 dự kiến bán ra đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối năm nay sau khi đi vào sản xuất tại Bắc Kinh. Phiên bản châu Âu sẽ được tung ra trong năm nay, trong khi thị trường Mỹ sẽ phải chờ đến năm 2022. Phiên bản toàn cầu sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Hungary. Dòng xe này là quân át chủ bài để đấu chọi với VinFast VF 35. Vậy thì hãng xe điện Made in Việt Nam có gì vượt trội, đủ sức nặng để đánh bật đối thủ hay không? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. VinFast VF i35 tự tin chinh chiến. Xét trong danh mục sản phẩm của Mercedes, chiếc xe VinFast VF i35 cũng được định vị ở dòng SUV hạng sang, có thông số rất tương đồng với người anh em Mercedes-Benz EQC.
Tuy nhiên, khi Mercedes chưa có dấu hiệu nào sẽ đưa EQC về Việt Nam thì khả năng cao người anh em EQB sẽ là quân bài chủ lực mà Mercedes sẽ dùng để cạnh tranh với VinFast VFE 35. Nhất là khi VinFast dự kiến bán xe không kèm pin để đưa giá thành sản phẩm xuống thấp nhất. Thông tin vui cho người hâm mộ xe Việt, chính thức VinFast là hãng xe điện duy nhất đến từ Việt Nam tham dự Los Angeles Auto Show năm 2021 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. VinFast sẽ lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng hai mẫu ô tô điện hoàn toàn mới là VFE 35 và VFE 36 như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới. Đây là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản và tiên phong của VinFast vào hệ thống nghiên cứu phát triển nội bộ. Kết hợp với những công ty công nghệ và các đơn vị đổi mới sáng tạo trên toàn cầu của VinFast và tập đoàn mẹ Vingroup, cũng như các đối tác danh tiếng của công nghiệp ô tô thế giới. Theo như thông tin S tìm hiểu thì ngoại thất của VinFast VFE 35 năm 2021 đơn giản, năng động. Phần đầu xe VFE 35 được công bố với những chi tiết khá tương đồng với chiếc Lux SA 2.0. Nổi bật là cụm đèn trước có hai projector mỗi bên, sử dụng công nghệ LED, ngoài ra là dải đèn LED định vị hình chữ V đặc trưng của VinFast. Thân xe được trang bị những đường gân dập nổi kéo dài từ thân đến đuôi xe. Dự đoán, VFE 35 sẽ được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu, kích thước khoảng 19 đến 20 inch. Ngoài ra, phần gương chiếu hậu và tay nắm của cửa đều được sơn cùng màu với thân xe, tạo sự nhất quán. Đuôi xe khá tương đồng với đàn em VinFast VFE 34. Phần cản sau mạnh mẽ, đi kèm cùng cụm đèn hậu dạng LED hiện đại. Ngoài ra, mẫu xe điện Made in Việt Nam còn được tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đổ xe và triệu tập xe thông minh. Hơn nữa, VFE 35 trang bị các tính năng tiện ích giải trí thông minh như điều khiển xe bằng giọng nói, trợ lý ảo, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Trên bản cao cấp sẽ được trang bị hai động cơ điện nam châm vĩnh cửu, công suất 300W, và mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm, trong khi bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng một động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất 150 kW, mô men xoắn cực đại 320 Nm. Cả hai động cơ điện này đều sở hữu pin có dung lượng 90 kWh, có thể di chuyển được 504 km sau mỗi lần sạc. Về lý thuyết, có thể thấy rằng VinFast VFE 35 đang áp đảo Mercedes-Benz EQB ở cự ly di chuyển cùng công suất vượt trội hơn. Bên cạnh đó, với cách thiết kế giãn hai trục bánh trước và sau, VinFast VFE 35 hứa hẹn mang tới không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn. Tuy nhiên, Mercedes-Benz EQB cũng có một trang bị hơn hẳn VinFast VFE 35, đó là hàng ghế thứ ba. Theo thông tin đã công bố từ đầu năm 2021, VinFast chỉ có mẫu SUV VinFast VFE 36 có trang bị hàng ghế thứ ba, còn mẫu VinFast VFE 35 thì chỉ có tùy chọn hai hàng ghế. Với hàng ghế thứ ba, Mercedes-Benz EQB sẽ mang tới tính thực dụng cao hơn, nhất là đối với nhóm khách hàng có gia đình đông thành viên. Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào công suất hay số hàng ghế thì chưa chắc có thể nói lên điều gì. Theo kế hoạch, VinFast sẽ mở cọc cả hai mẫu SUV VinFast VFE 35 và VFE 36 trong tháng 9 này, còn Mercedes-Benz EQB thì vẫn chưa có thời gian cụ thể. Hãy cùng chờ đợi để biết mẫu xe nào được lòng người dùng hơn nhé! Tuy nhiên thì F cũng có một niềm tin mãnh liệt là khi VFE 35 được tung ra thị trường thì mẫu xe sẽ là đối thủ nặng ký của nhiều mẫu SUV cỡ trung thuộc phân khúc hạng D như Mazda CS-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail và có thể là cả Toyota Corolla-Ross bản cao nhất. Sở hữu lợi thế về thiết kế cũng như sự đa dạng lựa chọn giữa động cơ xăng và điện, chắc chắn VFE 35 sẽ không hề ngán bất kỳ đối thủ nào. Dù VinFast là lính mới trong ngành công nghiệp ô tô, nhưng những gì VinFast đã đạt được trong hơn 2 năm qua, F tin rằng với tinh thần dân tộc và niềm niên con cháu lạc hồng đặt vào VinFast, đó sẽ là động lực để ngành công nghiệp ô tô Made in Việt Nam ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên trường quốc tế, khẳng định thương hiệu Việt ngang tầm thế giới. Các bạn có nhận xét gì về mẫu xe Mercedes-Benz EQB và VinFast VFE 35? Hãy mạnh dạn chia sẻ bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé!
Vâng, và video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi Ánh Sao Vàng. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật ngay nút chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin hữu ích nhất về Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới các bạn nhé. Còn bây giờ, Ánh Sao Vàng xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.